dài như anh biết. Hai, chào mọi người. Mọi người ơi, khoảng một tuần nay thì Tây Nguyên nó chuyển mùa rồi. Thời tiết lạnh lắm, có thời điểm đến 13-15 độ, lạnh hơn cả người. Thì rất may là bữa nay có tiếng nắng, anh em tôi đi để làm cái video. Thì, chúng tôi bữa nay là đi muốn giới thiệu mọi người là cái núi lửa Băng Mô. Nhưng mà từ cái chân núi mà lên đỉnh núi khoảng thời cái quãng đường khoảng 400 mét thôi, nhưng mà đường đi khó quá. Đấy, chúng đáng lẽ chúng tôi đi xe máy lên, nhưng mà như các bạn thấy đấy, đường đi xe mà chạy không lên không nổi luôn. Thì cứ lên không nổi, anh em bỏ xe máy ở dưới này và sẽ đi bộ lên. À, bây giờ mời mọi người đi cùng khám phá núi lửa nhá, mời mọi người. Các bạn này, mình đã lên đến gần đỉnh như này, bây giờ đang từ đi vào trung tâm được đỉnh núi lửa đây. Thì núi lửa nó là núi lửa, nhưng mà tại vì nó đã ngừng hoạt động từ lâu rồi. Đấy, thì đã phun cho nham lên rất là rất tốt, nên là người dân ở đây đã trồng rất nhiều loại cây công nghiệp bên này. Đây là vườn điều của họ này, người ta cũng đã làm một cái nhà nhỏ dùng để cho những người mà lên đây. Đây là cái ngôi nhà để nghỉ chân này, nhỏ thôi. Đây, người ta đã xây đây nghỉ chân trên này, giống như mà tạm gọi là một cái đài quan sát vậy đấy. Đây, cao nhìn xuống cảnh phía trước đẹp rồi các bạn. Hồi nãy giờ cứ tưởng là đến đỉnh rồi, hóa ra chưa tới các bạn ạ. Bây giờ lần mò đường để đến đỉnh đây. Bữa nay là mùa trời lạnh, gió lớn đó các bạn. Ui, có đôi chuồng cũng đẹp hả các bạn. Đấy chưa? Đỉnh đâu nhỉ? Đỉnh rồi, cái miệng núi lửa ở đâu nhỉ? Ui dồi, không biết bên này có rắn rết thì không nữa. Rắn gì? Toi đấy. Mình chúa trợ rắn. Cũng đẹp hả các bạn? Có đi trồn kiểu thế này. Mấy khi mình gặp được cái thời điểm có đi trồn nó ra bông cái này. Đúng không? Đâu nhỉ? Cái miệng với lửa đâu nhỉ? Sao mình chưa thấy đó? Đi hết rồi sao? Đâu nhỉ?
Mọi người ơi, ở đây mình đã mắc phải một sự nhầm lẫn tai hại. Nãy giờ mình cứ nghĩ là cái miệng cái lửa nó khoảng như cái ao thôi, mình cứ đi kiếm chỗ nào nó sâu nó xuống như cái ao mình, đó là miệng cái lửa, nhưng không phải. Mọi người thấy đấy, đây này, chỗ này đấy, đấy là miệng núi lửa đấy. Mình nãy giờ mình cứ đi vòng 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 trên thành miệng núi lửa, mình không biết là, nhưng mà giờ nhìn kỹ ra đi mãi không thấy miệng núi lửa đâu. Giờ nhìn lại hóa ra đây là miệng núi lửa, một sự nhầm lẫn tai hại. Đấy mọi người ơi, đấy phía xa dưới đấy là miệng núi lửa đấy. Thế là làm mình cứ nghĩ là cái lửa nó nhỏ, cái kiến hóa ra là mình đang đi vòng trên thành núi lửa, trên miệng núi lửa. Đấy, trung tâm của miệng núi lửa thì bây giờ còn mỗi cái nhỏ đấy. Thế mọi người, xa xa kia là cái miệng của núi lửa còn lại sót lại đấy. Bây giờ nó sẽ còn thế nào nhá. Ôi, đường xuống miệng núi lửa nó ngập ngụa này bạn ơi, cỏ cây không này. Ôi, đừng có rắn nhá, con chết em đấy. Ôi, ngập trong cỏ, cũng may cỏ này chứ không phải là cây lớn này chắc đi nổi quá. Đây, đấy, đường miệng xuống miệng lửa đây. Ôi, rồi bạn ơi, đã gần đến cái miệng lửa đây, đến coi thế nào nhá. Mọi người ơi, đấy, đây là cái miệng núi lửa này. Ôi, không biết bao nhiêu năm rồi, nó còn lại cái chừng này thôi. Đây, mình xoay một vòng quanh cái miệng núi lửa cho mọi người xem nhé. Nó có cái gì dưới nữa. Đấy, đây này mọi người này, đây là cái miệng núi lửa đây này, nó có chiều dài khoảng 30 mét, chiều rộng 15 mét đấy. Bây giờ mình xuống dưới cụ thể hơn nhá. Mọi người ơi, mất khoảng gần 1 tiếng với lại khoảng 600 mét đi bộ, đường dãy đá khó đi. Hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở trong cái miệng núi lửa, ngay trung tâm miệng núi lửa luôn này. Đấy, thì tại vì nó ngừng hoạt động đã lâu rồi, chỗ này là nó thành một cái vũng, cái ao tích nước, người dân họ lấy nước họ tưới cây vào mùa khô ấy, mà mùa mưa, nhưng bây giờ mùa khô thì miệng cạn nước rồi. Đấy mọi người, mình đứng chung quanh cái bờ đấy. Đấy, cách đây mà khoảng 5 triệu năm mà đứng đây thì nó nướng mình ngay rồi, tại vì nó đang phun mà. Đấy, thì qua cái video này thì mình mong muốn là giúp mọi người tìm hiểu thêm về cái núi lửa này và cũng như là cái công viên này chất đặc nông nói chung. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.